Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với video của máy cắt cỏ Chính Hường nhé. Thế thì mở đầu video thì em cũng xin được cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã ủng hộ cho kênh máy cắt cỏ Nhật Bãi Chính Hường suốt trong thời gian qua. Thế thì hôm nay em lại tiếp tục lên một lô máy cắt cỏ gồm 14 cây nha anh em nhé. Thế thì trước khi vào lô thì em cũng sẽ giới thiệu qua cái máy cắt cỏ bên em thì hiện tại là còn rất là nhiều. Máy cắt cỏ còn còn rất là nhiều đây nhá. Thì anh em nào mà có nhu cầu sử dụng bất cứ sản phẩm nào thì anh chị em cứ comment vào cái phần bên dưới thì em biết em sẽ cho lên lô để cho anh em dễ tham khảo hơn. Chứ ở trong đống này thì để mà anh chị em lựa chọn cho sản phẩm thì cũng rất là khó. Đấy. Và ngoài máy cắt cỏ ra thì bên em còn rất là nhiều các loại phụ tùng như hàng đầu bò này, mobil này, rồi tất cả các loại ống cần tay lái đây. Đấy, em nói không phải ở đây. Đây là cái ống cần. Đấy, rất là nhiều này. Đấy, nhìn như đống củi luôn. Đấy, còn đây là máy này. Máy đây là máy em dọn sẵn đây rồi nhá. Đấy, đây. Xin mời tất cả anh em đi cùng em sang bên này để xem cái lô của em hôm nay nhá. Vâng, đây em hôm nay lại tiếp tục có hàng để thanh lý cho các bác thợ nhá. Cho các bác thợ về để lấy đồ. Đấy. Đây. Đấy, thì cụ thể như thế nào? Đấy, có một cái đầu Honda đấy cho các bác nhá. Đấy. Có hai cây máy nổ và một con hàng Honda, còn hai cây máy xác để cho các bác về lấy đồ để đấy nhá, em không phải khuyến cáo để cho các bác dân mang về để dùng nhá. Đấy, em để thanh lý cho các bác thợ thôi. Đấy, rồi. Vậy và đây là cái lô của em hôm nay. Lô hôm nay gồm có 14 cây nhá các bác nhá. À, 13 cây. Vâng. Có hàng Echo này, hàng Zenquat-Komatsu này, hàng Kyorit, hàng rồi có cả hàng mới nhá, hàng mới hàng Osaka, hàng Copper. Đấy. Rồi, rồi. Thì khi xem video mà các bác có nhu cầu sử dụng bất cứ một sản phẩm nào về máy cắt cỏ hay muốn tư vấn gì thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 giúp em nhé. Em có Zalo, các bác không cần phải kết bạn gì cả, các bác chỉ cần bấm vào đấy và gọi được cho em luôn. Đấy. Không hạn chế một người lạ gì cả. Đấy. Rồi. Và khi các bác mà mua hàng ở bên em thì sẽ được đi kèm những món đồ như sau. Đầu tiên là có cái dây đeo này, hai là cái chắn cỏ nhá, ba cái chồng mở buji và bốn là cái lục giác, năm là cái lưỡi dao này đấy, hoặc là sáu là một cái lon dầu đấy, em tặng cho các bác một lon dầu nhá, về để các bác có cái để pha luôn, hoặc là nếu các bác không lấy mũ à, không lấy dầu thì em sẽ tặng cho các bác một cái mũ đấy. Rồi đấy, là gồm có 6 món đi kèm nhá. Đấy, rồi không nói dài dòng nữa thì em xin phép được giới thiệu lô của em nay luôn. Lô của em hôm nay là lô B nhá các bác nhá. Lô B1, B2, B3, B4 đây. Đấy, thì cụ thể như thế nào thì em mời các bác đi theo em. Đấy, đây. Đầu tiên cây B1 này là một con hàng Mitsubishi nhá các bác nhá. Con này là hàng TL23. Đấy, con Mitsubishi TL23 công suất 23cc, nòng của nó là nòng 32 ly. Đây, con này thì tất cả zin hết rồi. Đây máy sáng, bô sáng này, bình xăng zin luôn. Chế zin này. Con này tum liền nhá. Đây, cần lắp zin và đầu bò nguyên bản. Thì cây B1 này có giá là 2 triệu 200 nghìn nhá các bác nhá. Đấy, thì em cũng nói luôn con này con còn sót lại của lô ngày hôm qua. Đấy thì em nay em lại tiếp tục lên lô để cho các bác tham khảo luôn. Đấy, còn lô hôm qua là em cũng đẩy đi còn sót mỗi con này. Đấy, rồi. Đây em đây nhá, B1 giá 2 triệu 200 nghìn, em test nổ cho các bác xem này. Rồi, ok, máy rất dễ nổ, ga thì rất là bốc luôn nhá. Đấy, rồi tiếp theo đến cây B2. Thì cây B2 này là một con hàng Kyorit nha các bác nhá. Con này công suất của nó là 20cc, nòng 30 ly. Đây, vỏ đẹp, máy sáng này. Đấy.
bộ sáng bình xăng zin, chế zin này, con này tum liền nhá, cần lắp zin và đầu bò zin. Thì đặc biệt con này đã có một cái bộ tay lái, tay ga ở đây nhá, nhưng em vẫn lên thêm cho các bác một bộ tay hai tay cầm ở đây đấy. Đây nhá, cái này ga ở đây vẫn được, nếu bác nào mà chốt em sẽ lắp thêm cho các bác một chiếc dây ga vào đây. Thì các bác thích ga ở trên tay cầm cũng được, mà ga ở trên cần này cũng được luôn nhá. Đấy, đây B2 nòng 30 ly giá 1.200.000. Đây em nổ cho các bác xem này, con này thì rất là nhẹ nhàng luôn nhá các bác nhá. Rồi, máy thì rất là chất luôn, nhưng giá thì chỉ có 1.200.000 thôi. Những cái máy này về các bác để sử dụng việc gia đình này, chăm sóc vườn tược hay chăm sóc cỏ công viên thì rất là ok luôn. Đấy. Rồi, tiếp theo đến cây B3. Thì cây B3 này là một con hàng Zenwatt Komatsu nhé các bác nhá. Con này công suất của nó 22cc, nòng của nó là nòng 32 ly nhá. Đây, các bác nhìn thấy vỏ sáng bóng luôn, soi gương được nhá. Đây, máy sáng này, bô sáng này. Đấy, bình xăng zin, chế zin nhá. Con này là cót trợ lực nhá. Đây, tum liền này. Đấy, cần lắp zin và đầu bò zin luôn. Đấy. Đây, B3 nòng 32 ly giá 1.800.000. Đấy, rồi. Em test nổ này. Rồi, nói đến dòng Komatsu này thì các bác biết rồi đấy, tuổi thọ rất là cao mà máy thì sử dụng thì rất là khỏe luôn đấy. Rồi, B3 giá 1.800.000 nhá, em bao ship toàn quốc rồi, đi kèm theo cho các bác là 6 món, bảo hành cho các bác là 6 tháng nhá đấy. Rồi, tiếp theo đến cây B4. Thì cây B4 này là một con hàng Echo nhá. Con này là con Echo Echo trắng, công suất của nó là 22cc, nòng 32 ly nhá. Đây, vỏ đẹp, máy sáng, bô sáng, bình xăng zin này. Con này chế zin nhá, tum liền này. Đấy. Đây, cần lắp zin và đầu bò zin nhá. Đấy. Con này là 23cc. Đấy, rồi. Đây, B4 giá là 1.400.000 nhá. Tại sao mà cùng công suất cùng nòng 32 ly mà lại một con là 1.400.000, một con là thì lại lên 1.800.000? Thì là do chất lượng của máy nha các bác nhá. Do chất lượng của máy và do các bác về sử dụng thì các bác mới biết được. Đấy. Nếu mà như mà các bác mà mua những cái sản phẩm mà như thế này về thì đương nhiên chắc chắn làm việc nó sẽ không được ưng ý như những con này. Đấy. Đấy, em cứ nói luôn. Đấy, còn tùy các bác mua con nào thì mua. Đây, B4 nòng 32 ly giá 1.400.000. Đây em test nổ này. Rồi, tiếp theo đến cây B5. Thì cây B5 này là một con hàng GOB. Con này là GOB, em gọi là GOB cáp nhá. Ở trong ti này nó chạy bằng cáp. Đấy, cái bộ ruột gà nó là bằng cáp mềm nhá. Đấy. Công suất của nó là 26cc, nòng của nó là nòng 34 ly. Đây, các bác cũng nhìn thấy luôn. Vỏ cũng rất là đẹp, máy sáng luôn. Bình xăng zin, cót trợ lực, chế zin. Con này là con tum liền này. Đấy. Tum liền. Đấy, cần lắp zin nhá. Và đầu bò nguyên bản, đây cái tem cần của nó vẫn còn nguyên đây. Đấy. Rồi, B5 giá 1.700.000, em bao ship toàn quốc rồi. Đấy. Em test nổ nha. Rồi, ok. B5 giá 1.700.000. Rồi, tiếp theo đến cây B6. Thì cây B6 này là một con hàng Zenwatt Komatsu nữa. Đấy. Đây. Công suất của nó 23cc, nòng 32 ly nhá. Đấy, đây, vỏ đẹp, máy đẹp này. Đây nhá, chế zin này. Tum liền, cần lắp zin và đầu bò nguyên bản. Đây, B6 32 ly, giá là 2 triệu nhá. Đấy. Rồi. Em test nổ này.
Rồi tiếp theo đến cây B7. Thì cây B7 này là một con hàng GOB nha. Con này cũng một con tên thì dán GOB, nhưng mà thực tế nó là con máy Komatsu nha các bác nhá. Komatsu 26cc đấy, nòng 34 ly. Đây, vỏ đẹp, máy sáng này. Đây, em quay sát vào máy rất là sáng này. Đấy, bình xăng zin, chế zin nhá. Con này là tum liền này. Đấy, rất là đẹp luôn, sáng bóng luôn, soi gương được nhá. Đây. Đấy, cần lát zin, đầu bò zin luôn. Đấy. Đây, hình như con này là rất là còn mới tinh luôn đây này. Em quay vào cái đầu bò cho các bác. Cái chỗ này là cái chỗ để chuyên tiếp xúc vào đất cát đây, nhưng mà vẫn còn cả chữ ở đây nhá. Đấy. Đây, người ta dập chữ nổi ở đây, chữ chìm ở đây vẫn còn đây nhá. Đấy. Chính tỏ là người ta sử dụng rất là ít luôn. Nhưng con này con này có cái nhược điểm nhá. Nhược điểm của con này, nó là chuông của nó bằng sắt, nên là khi các bác mới nổ lên thì các bác nghe rất là chán đời luôn. Đấy. Nhưng mà con này thì em bảo đảm bảo là các bác là sử dụng rất là bền luôn, bởi vì cái côn sắt của nó là không bao giờ biết mòn. Đây, em test nổ này. Rồi, ok. Bác nào mà chốt con này, em bảo hành cho các bác cái bộ côn này bảo hành 2 năm nhé. Máy em bảo hành 1 năm, nhưng mà riêng bộ côn em bảo hành cho các bác 2 năm luôn. Đấy. Về những cái khác là em bảo hành chỉ 1 năm thôi. Còn cái bộ côn này, nó kêu kêu này, em bảo hành cho các bác 2 năm luôn. Nếu hỏng đâu em đền luôn cho các bác luôn. Đấy. Rồi. B7 nòng 34 ly, giá 2.300.000 nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo đến cây B8, thì cây B8 cũng tiếp tục một con hàng Zen Watt Komatsu nữa. Con này cũng hàng 26cc này, nòng 34 ly. Đây, cũng tất cả cũng nguyên bản này. Bình xăng zin, chế zin nhá. Con này cũng tum liền này. Đấy. Cần lắp zin này. Đây. Đấy. Và đầu bò zin có chống quấn cỏ này, bảo vệ ốc. Thì cây B8 này có giá là 2 triệu nhá. Đấy. Bởi vì làm sao mà nó 2 triệu 2 nhá. Bởi vì làm sao mà em giảm 100, bởi vì nó con này vừa đô so với con này thì con này nó sẽ xấu hơn. Đấy. Rồi, em test nổ này. Rồi, các bác xem video, các bác có thấy có hai con này nó có cái điểm gì khác biệt nhau không? Đấy, con này thì rất là mới. Đấy, nhưng mà con này là nó là cái chuông của nó là bằng cái côn của nó là bằng sắt. Đấy, côn sắt nhá. Còn con này thì côn phíp, nên là con này nổ nó sẽ kêu reng reng hơn. Còn con này nổ êm hơn, nó là con chuông bằng phíp, côn bằng phíp. Đấy, rồi. Đấy. B8 giá 2.200.000 nhá. Rồi, tiếp theo đến cây B9. Thì cây B9 này là một con hàng Huquama nha. Con này công suất của nó là 1.5 kW. Con này là hàng 541 nha, nòng 40 ly. Đấy, cực kỳ khỏe luôn. Con này mà các bác mang về để đi chăm sóc rừng cây này, chăm sóc những cái đồi dãy cà phê này thì rất là ok luôn. Đấy. Em bao khỏe cho các bác luôn nhá. Các bác có thể mang đi để cắt cây này, bơm nước này, xới đất này, sạc cỏ đều được hết nhá. Ngoài ra, đấy, con này mà đặc biệt con này trang bị cho các bác là con này tum rời này thì các bác có thể tháo ra để gắn vào những thiết bị khác như bình phun vôi xịt thuốc, hay các bác đi lắp vào máy khoan đất đều được hết nhá. Đây, cần lắp thì rất là đẹp luôn, cần lắp phi 28 này. Đấy, đây, đầu bò đẹp luôn. Đấy, phi 28 dày 2 ly nhá, tay ga bóp. Đấy. Con này máy mới này thì em cũng cần phải tải nhiều. Đây. Em nổ cho các bác xem này. Rồi, tiếp theo đến cây B10. Thì cây B10 này là một con hàng Osaka nhá. Cũng tiếp tục một con hàng 541 nữa, nòng 40 ly. Đây, thiết kế thì rất là đẹp luôn. Nhưng con này thì trang bị cho các bác là cái chế này là chế One Pro nhá. Đây, chế One Pro. Con này cũng tum rời này. Đấy, cũng các bác cũng có thể tháo đi lắp những cái thiết bị khác được luôn. Đấy, hoặc các bác chế cháo cả xe được luôn nhá. Đây, đầu bò đẹp luôn. Đấy,
Cái này mà các bác mang về mà để mà các bác lắp cái máy phát điện mini vào đây thì không phải chê vào đâu nữa nhá. Cái đối với các bác, đối với cái dòng hai thì này thì rất là bốc luôn. Đây, em test nổ cho này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây B11. Thì cây B11 này là một con hàng Osaka nhá. Con này là con 226 nòng 26cc, nòng 34 ly. Đấy. Con này thì được thiết kế theo kiểu dáng của máy Husqvarna 226 nhá, hàng Thụy Điển. Đấy, đây. Các bác nhìn nó cũng không khác gì con Thụy Điển xịn gì cả. Đây. Đấy. Tum rời này, tum liền này. Đây, cần lắp zin. Đấy. Xin lỗi, con này là cần lắp mới này. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đấy. Đầu bò nhỏ nhá. Con này tay ga bóp. Đây, em test nổ này. Ok, đối với các bác nào mà ở những cái địa hình khó đi, đồi dốc này, đấy, thì các bác sử dụng cho em con này. Con này thì được cái là nó, ưu điểm của nó là nhẹ, đấy, nhỏ nhẹ, đấy, rất là dễ mang đi. Rồi, ok, B11 là 2 triệu rưỡi nhá. Đấy. Rồi, đây, B10 là 2 triệu rưỡi và B9 là 2 triệu tư nhá. Rồi tiếp theo đến cây B12. Đấy, B12 này là bổ lắm đấy nha các bác nha. Đây, là một con hàng Copper. Đấy, cũng hàng 541 nha, nòng 40 ly. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đấy, đây, cũng trang bị cho các bác là tum rời nhá. Đấy, B12 giá 2.600.000. Đây, đầu bò rất là đẹp luôn này. Đấy, em test nổ cho các bác xem này. Rồi tiếp theo đến cây B13. Thì cây B13 này là một con hàng Kashiwa. Đấy, con này công suất 26cc, nòng 34 ly. Đây. Đấy, con trợ lực này, bình xăng có bảo vệ bình xăng này. Đấy, chế zin 3 nhá, tum rời này. Đấy, cần lắp rất là đẹp luôn. Đây, đầu bò rất chắc chắn này. Chắn cỏ này thì các bác cứ yên tâm giúp em là cái loại đá, đất đá bắn thì không bao giờ sợ vỡ nhá. Đây, con này ga bóp. Rồi, đây, B13 giá 1.800.000, em test nổ đây. Rồi, ok, vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu xong lô máy cắt cỏ gồm 13 cây để cho toàn thể em tham khảo. Thì ở đây em xin mời tất cả nhà mình quay trở lại với lô hàng thanh lý đây. Đấy. Đây, hàng thanh lý của em hôm nay là gồm có hai con máy này, là hai cây máy xác nhá. Đấy, hai cây này là em thanh lý cho các bác là 600.000 để cho các bác về lấy thợ, lấy các bác thợ về lấy đồ nhá. Đấy. Con đây. Đấy. Em kéo thử xem nào. Đây, một con còn mềm này. Đấy. À, con này thì bị hư mất cái bộ giật đây rồi. Đấy, thì hai cây này là em thanh lý cho các bác là 600.000 nhá. Rồi tiếp theo đến cây này. Đấy, cây này là một con hàng Mitsubishi TL23. Đấy. Mitsubishi TL23 nhá. Đây, em kéo cho các bác xem này. Đấy, con này thì hôm trước là em kiểm tra là nó vẫn đang nổ nhá. Đấy. Đấy, nó vẫn nổ nhưng mà nó hơi khó thôi. Đấy, em cũng vẫn tiếp tục thanh lý cho các bác thợ về để lấy đồ này. Giá 500.000. Đấy. Rồi, tiếp theo đến cây thứ ba. Đây, cây thứ ba này là một con hàng Estin PS22R. Đấy. Đây, con này là vẫn đang nổ. Đó. Vẫn đang nổ nha các bác nha. Em thanh lý cho các bác là 500.000. Đây. Đây. Cần lắp đầy đủ. Đầu bò đầy đủ luôn hết nhá. Và tiếp theo đến cây thứ 4. Cây thứ 4 này là một cái đầu này là đầu nổ GX25 nhá. Đấy. Đây.
Em cũng nói tôi báo tình trạng máy luôn, con này thì hiện tại vẫn đang nổ. Đấy, vẫn đang nổ nhá, mà cũng là của dân người ta đến đổi thôi đấy em chứ không. Đấy. Đây nhá, em nổ cho các bác này. Rồi. Rồi. Đấy là tất cả những sản phẩm mà hôm nay mình sẽ giới thiệu với tất cả các bác. Đấy. Rồi. Thì ở cuối video thì em cũng xin chúc tất cả quý cô chú anh chị một buổi tối xem video vui vẻ. Đấy. Và chọn cho mình những sản phẩm phù hợp. Đấy. cho mình nhá. Đấy rồi. Và cuối video thì em cũng xin lưu ý các bác xem video thì các bác nhớ giúp em đăng ký kênh và cho em xin một nút like này nhá. Rồi, em cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều.